Đây là một trích đoạn trong bài viết Nghề kết nối với người trong cuốn sách Người trong môn nghề, ngành xã hội nhân văn có gì. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở link chúng mình gắn trong phần mô tả nhé. Tác giả Nguyễn Đình Thành, chuyên gia truyền thông, đồng sáng lập và giảng viên Đại học Elite PR School. Góc nhìn tổng quan về ngành quan hệ công chúng, PR. Trong các doanh nghiệp hiện nay, phạm vi hoạt động của nhân viên PR rất rộng nhưng đa phần tập trung ở các mảng tổ chức các sự kiện đặc biệt, khắc phục khủng hoảng, bất ổn, duy trì quan hệ với giới truyền thông, các cơ quan chức trách, vân vân. Bên cạnh đó, PR còn làm các công việc như chuẩn bị thông tin, tài trợ, từ thiện, đối nội, vân vân. Do trải rộng như vậy, ngành PR có nhiều cơ hội và tiềm năng. Các bạn sinh viên học ngành này ra trường có hai lựa chọn chính: làm cho một tổ chức in-house hoặc là làm một agency. Agency. Khi bạn làm cho một công ty chuyên cung cấp dịch vụ PR nhằm phục vụ khách hàng ở đa dạng ngành nghề tổ chức khác nhau. Xét về cấp bậc, agency chia ra làm 3 cấp độ chính: nhân viên, quản lý và lãnh đạo. Xét theo công việc, có thể chia theo phân môn như Account, chăm sóc khách hàng, Event, tổ chức sự kiện, Creative, sáng tạo, Content, nội dung, Media Relation, quan hệ truyền thông, KOL Management, quản lý KOLs, Planner, lập kế hoạch, Seeder, người tham gia tranh luận trên các diễn đàn, bài viết, Digital Marketing, tiếp thị kỹ thuật số. Với các agency lớn và chuyên sâu, có thể chia theo kênh truyền thông như là Facebook, YouTube hay là TikTok. In-house, bạn làm trong một bộ phận phục vụ công ty của chính mình. Giống với agency, làm in-house cũng chia theo cấp bậc hoặc là phân môn chuyên biệt. Ngoài ra có thể chia theo Marcom, truyền thông marketing, Incom, truyền thông nội bộ, Branding, quản lý thương hiệu. Đối với một số công ty đặc biệt như startup, người ta có thể nhảy cóc từ chức danh này lên chức danh khác nhanh hơn, nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng hình ảnh công ty cũng như thu hút nhân sự. Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ số, con đường thứ ba bạn có thể lựa chọn là làm freelance, chia nhỏ thời gian của mình để bán theo giờ cho các công ty. Đối tượng freelancer thường là các bạn làm thiết kế 2D, 3D, có khoảng 3 đến 5 năm kinh nghiệm. Trong lĩnh vực PR marketing, yêu cầu đối với freelancer sẽ khó hơn vì các bạn cần thời gian để hiểu và ngấm sản phẩm, dịch vụ, xây dựng quan hệ với báo chí và có thể thuyết phục khách hàng. Ngoài ra, một số bạn cũng chọn con đường thứ tư là tự làm chủ, cùng đồng đội kiếm tiền trên các kênh phổ thông, nhiều người xem và theo dõi. Thông thường một bạn trẻ ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, khó có thể thông qua vòng phỏng vấn cho những vị trí chính thức ở công ty lớn. Tuy nhiên, đừng nản lòng, các bạn hoàn toàn có thể nộp đơn làm thực tập sinh chuyên về PR. Khoảng thời gian thực tập sẽ giúp các bạn tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết. Từ đó, bạn có thể ứng tuyển những vị trí cao hơn. Lộ trình phát triển hầu hết mỗi người đều trải qua trong ngành này sẽ đi từ vị trí thực tập sinh khoảng từ 1 đến 3 tháng đến nhân viên chính thức khoảng từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm, rồi tới quản lý khoảng từ 3 đến 7 năm kinh nghiệm và cuối cùng là lãnh đạo khoảng 7 năm kinh nghiệm trở lên. Dù chỉ có 4 cột mốc cơ bản nhưng khoảng cách giữa các cột mốc là rất lớn. Nó đồng nghĩa với việc nếu như không cố gắng hết mình, vị trí của bạn sẽ không thay đổi. Theo thông tin từ Top CV, về mức thu nhập, một sinh viên ra trường nếu làm đúng ngành có thể kiếm từ 7 đến 15 triệu đồng trên tháng. Từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm, mức lương tăng từ 13 đến 23 triệu đồng trên tháng. Khi đạt cấp độ chuyên gia, quản lý, 5 đến 7 năm kinh nghiệm trở lên, mức lương của ngành này có thể tăng vọt từ 23 đến 55 triệu đồng một tháng. Tùy theo khả năng, kinh nghiệm, trình độ cũng như từng dự án, mức lương còn tăng cao hơn. Những năm gần đây, nhiều công ty liên doanh, công ty nước ngoài, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các cơ quan chính phủ đã quan tâm đến sử dụng dịch vụ PR. Nghiên cứu qua thu nhập 100 bảng thông tin tuyển dụng, phỏng vấn 15 chuyên gia và khảo sát 228 doanh nghiệp cho thấy số lượng nhân lực PR tăng từ 2016 đến 2019 và nhu cầu tiếp tục tăng trong giai đoạn từ 2020 đến năm 2025. Bên cạnh tiềm năng lớn, làm ngành này, các bạn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách. Đặc biệt, pressure, sức ép là từ luôn xuất hiện trong từ điển hành nghề PR. Sức ép từ khách hàng nếu bạn làm agency, sức ép từ lãnh đạo nếu bạn làm in-house, sức ép từ đối thủ cạnh tranh, thậm chí từ đồng nghiệp, làm sao để mình luôn sáng tạo, luôn có sức khỏe tốt, minh mẫn, luôn theo kịp những xu hướng mới nhất. Sức ép xuất hiện một cách tự nhiên như không khí bạn hít thở khi chót chọn cái nghề này. Trước sức ép đó, điều giúp bạn năm này qua năm khác gắn bó với nghề này là thứ xưa như trái đất, passion, đam mê. Đam mê sẽ ám ảnh bạn ngay cả khi bạn không muốn nghĩ đến nó. Đam mê là thứ bạn nếu không thực hiện, bạn sẽ không chịu được. Đam mê là động lực níu bạn ở lại với nghề này.
Xét cho cùng, người làm PR cần có cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Nếu sức khỏe thể chất giúp bạn duy trì làm việc ở cường độ cao, thì sức khỏe tinh thần sẽ giúp cho bạn chống chọi với áp lực công việc. Ngoài những khó khăn nêu trên, định kiến về ngành cũng là một trong những vấn đề cần lưu ý đối với các bạn muốn chọn nghề PR. Ngày nay, khi nhắc tới quan hệ công chúng, mọi người thường nghĩ tới đám đông và sự ồn ào. Điều này vô hình chung đã khiến cho hình ảnh của PR trở nên lệch lạc và méo mó. Tuy nhiên, sự thật thì PR không ăn sổi ở thì. Hoạt động PR bao gồm PR đen và PR trắng, chúng hoàn toàn ngược nhau. Trong khi đó, công chúng là một thực thể sống, họ phản ứng lại những thứ kích thích mà một hoạt động gây ra. Người làm PR cần phân định rõ hai hoạt động này để tránh những hậu quả và sự cố không đáng có. Nếu PR trắng hướng đến sự bền vững, nhân văn hướng tới hài hòa lợi ích giữa các bên, thì PR đen lại dùng nhiều thủ pháp, chiêu trò, chỉ quan tâm tới hiệu quả tức thời và lợi ích của một bên. PR trắng được tôn trọng bởi vì nó mang lại sự hữu ích cho đối tượng công chúng mục tiêu. Trong khi đó, PR đen lại dùng sự lừa gạt, lố bịch hoặc là thổi phồng nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và thậm chí là gây hại cho chính chủ thể của nó. PR trắng gây hiệu ứng lan tỏa trong vòng tròn như là viên đá ném xuống nước, tạo ra sự thông cảm, thấu hiểu và yêu thích theo thời gian. PR đen gây hiệu ứng boomerang, nó sẽ quay lại đập vào danh tiếng của chủ thể ấy. Có thể thấy ranh giới giữa hai hoạt động này rất mờ, nhiều khi chỉ người làm PR mới xác định được. Bạn cần phân biệt thật rõ để có những bước đi đúng đắn. Thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Bước chân vào ngành, yếu tố đầu tiên bạn cần tuân thủ chính là tôn trọng sự thật. Ivy Lee, một trong hai người được coi là ông tổ của PR hiện đại, đã đưa ra nguyên tắc mà các nhà thực hành PR giữ nguyên đến bây giờ. Đó là Tell the Truth. Tất cả đều phải thực chất. Hãy nói sự thật vì sớm hay muộn công chúng cũng sẽ nhận ra. Ở Elite PR School, dự án đào tạo người hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực PR nhằm góp phần tạo dựng sự hiểu biết đúng đắn trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về ngành PR. Chúng tôi thêm vào một ý để phù hợp hơn với môi trường hoạt động tại Việt Nam, đó là Tell the Truth in a Smart Way, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, như các cụ ta đã dạy. 5 chữ P trong ngành PR. Tôi thường dùng 5 chữ P để nói về ngành PR chuyên nghiệp, trong đó bao gồm Professional, tính chuyên nghiệp, Perfectionist, sự hoàn hảo, Pertinent, chính đáng, Patient, kiên nhẫn, Persistent, kiên trì. Professional, tính chuyên nghiệp. Với khách hàng, với chủ đầu tư, kết quả cuối cùng nói lên tất cả. Hãy giao cho họ cái thứ mà bạn đã hứa, một bản kế hoạch hứa gửi vào lúc 5 giờ chiều. Hãy gửi họ trước giờ ấy, kể cả bạn phải thức nhiều đêm trước đó mà vẫn phải làm nhiều việc khác cùng lúc. Không có lý do nào là chính đáng, cũng như không có lời xin lỗi nào có thể biện minh cho sự chậm trễ hay chất lượng kém của bản kế hoạch. Perfectionist, đam mê sự hoàn hảo. Chi tiết làm nên đẳng cấp. Những chi tiết lỗi dù nhỏ nhất cũng không được phép bỏ qua nếu như bạn biết nó đang tồn tại. Một dấu phẩy, dấu chấm bỏ sai chỗ, một cái ngoặc kép bị bỏ quên trước một lời trích dẫn, viết hoa tràn lan, những status Facebook dài dòng không nổi một dấu chấm câu, vân vân, tất cả đều có thể dẫn đến thảm họa. Một sản phẩm tốt, trước hết, nó phải tốt với yêu cầu nghiêm ngặt nhất từ chính bạn. Pertinent, chính đáng. Nguyên tắc của việc đưa thông tin đó là đúng, đủ và đáng. Thông tin bạn đưa ra phải xứng đáng được nêu lên, phải có ích cho người đọc, người nghe hoặc là người xem. Nếu không tôn trọng nguyên tắc này, sẽ có vô số những bài quảng cáo nhạt thích với thông tin chỉ dành cho những người duyệt đọc, còn bài báo đi thẳng vào sọt rác vì không mang lại thông tin hay lợi ích gì cho công chúng mục tiêu. Patient, kiên nhẫn. Mọi kế hoạch, lời nói không được tính toán hoặc là xuất hiện sai thời điểm đều không mang lại hiệu ứng mong muốn. Làm lãng phí nguồn lực doanh nghiệp, phản ứng thái quá, thiếu kiểm soát cũng có thể gây hại cho công việc kinh doanh. Một quyết định nôn nóng cũng có thể làm mất thế và lực của công ty trong một cuộc đàm phán. Persistent, kiên trì. Nghề PR cũng như bất kỳ ngành nghề nào khác đều có những mặt tích cực và hạn chế của nó. Nhịp làm việc dồn dập, lúc kéo dài, lúc có rụm, cường độ cao như dây đàn accordion cùng những yêu cầu di chuyển hoặc báo cáo liên tục sẽ dễ làm cho bạn nản lòng. Kiên trì sẽ giúp cho bạn có đủ năng lực và kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề gặp phải và vươn lên những đỉnh cao mới. 5 kỹ năng cần có trong ngành PR. Là một người hoạt động trong ngành, tôi nghĩ người làm PR cần rèn luyện 5 kỹ năng chính bao gồm biết đọc, biết viết, biết nghe, biết nói và biết đi. Biết đọc. Hãy nói cho tôi bạn đọc gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. PR
PR là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự khổ luyện và phông nền văn hóa dày đặc. Không đọc, không thể có kiến thức sâu rộng, không tích góp, không thể có phông văn hóa dày. Thời đại số cho phép kiến thức lưu hành với tốc độ nhanh và khối lượng không hạn chế. Người biết đọc là người biết chọn lọc những thông tin cần thiết cho nghề của mình, biết theo dõi những ai trên Facebook, Twitter, YouTube, biết trở thành những thành viên của các nhóm chuyên môn trên mạng để cập nhật những thông tin mới nhất, tranh luận với các chuyên gia, biết tìm đọc những cuốn sách, những nghiên cứu có giá trị về ngành nghề của mình. Đây là một công việc thường xuyên và liên tục. Biết viết. Không thể viết nếu như không đọc. Công thức 5W1H bao gồm What, cái gì, why, tại sao, who, ai, where, ở đâu, when, khi nào và how, như thế nào. Tuy đã có từ lâu nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Hãy làm sao để một người không cần gặp bạn vẫn hiểu được hình thức của bạn, điều bạn định nói qua bài viết. Ngoài ra, với người làm PR trong thời đại thế giới phẳng, tiếng Anh là điều bắt buộc. Biết nghe là khả năng nắm bắt ý định của người đối thoại, hiểu được họ muốn gì, muốn nghe gì, muốn nói gì. Điều này đòi hỏi người PR phải làm công việc điều tra thị trường, hiểu về lĩnh vực mình trao đổi. Ngôn ngữ không chỉ bao gồm ngôn từ mà còn bao gồm cả ngôn ngữ cơ thể. Biết nói là khả năng diễn đạt rành rọt, phía sau là hấp dẫn điều mình muốn thể hiện trên bản proposal. Kỹ năng này đòi hỏi người PR phải nắm được các yêu cầu của việc nói trước công chúng, tư duy mind map để không đi lạc trong bài phát biểu của mình, khả năng nắm bắt mức độ chú ý của người đối diện. Biết đi là khả năng săn tìm những thông tin về các hoạt động thú vị trong ngành có thể giúp bạn tăng cường kiến thức chuyên môn, xã hội hoặc có cơ hội tiếp xúc với những đồng nghiệp, khách hàng tương lai. Facebook và các mạng xã hội khác có đủ thông minh và được tổ chức đủ tốt để bạn không bỏ lỡ những event thú vị của ngành. Có nhiều người cho rằng, làm quan hệ công chúng thì bạn phải là người hướng ngoại, hướng nội sao mà quan hệ được với ai? Thực ra, bạn hướng nội hay là hướng ngoại không quan trọng. Quan trọng là bạn biết yêu những điều quanh mình và hạnh phúc khi thấy kết nối thành công giữa các bên liên quan trong một dự án truyền thông. Cứ làm đi, rồi sẽ hiểu. Quan hệ công chúng là mảnh đất rộng lớn và màu mỡ. Những người kè quốc trên mảnh đất này sẽ thu được những lợi phẩm khác nhau tùy theo công sức mà mình bỏ ra. Thế nên, rất khó để đưa ra một mức lương cố định trong nghề PR bởi đãi ngộ của mỗi công ty là khác nhau. Tiền là điều quan trọng nhưng không nên là cái đầu tiên mà mình nghĩ đến. Khi vào một công ty, các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, văn hóa sống chưa đủ dày, trải nghiệm chưa sâu sắc, công ty phải mất thời gian đào tạo lại và nhiều khi ảnh hưởng đến công việc của cả một bộ phận. Bạn cần phải hiểu điều này để nhìn sự việc ra xung quanh với một con mắt thấu cảm hơn. Qua đó tiếp cận nhiều cơ hội trong tương lai, mà có thể sự sốc nổi hay là nôn nóng làm giàu sẽ khiến bạn mất đi cơ hội ấy. Vì vậy, nếu các bạn trẻ mong muốn lập thân và lập nghiệp, hãy tìm cho mình những người sếp tốt, những công ty hiểu và tin tưởng bạn. Qua đó bạn sẽ trưởng thành hơn và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ngoài ra, khi bắt đầu công việc, bạn phải đương đầu với nhiều hoàn cảnh khác nhau, con người khác nhau, nguồn lực khác nhau, văn hóa khác nhau và cần đưa ra những chiến lược, chiến thuật, kế hoạch khác nhau. Lời khuyên của tôi với các bạn khi vào nghề là cứ làm đi rồi sẽ hiểu. Khi bạn lao vào công việc với một niềm hăng say, một trái tim trong trẻo cùng sự háo hức, bạn sẽ học được mọi thứ. Từ đó, cùng với thời gian, bạn sẽ hình thành những kinh nghiệm và phản xạ cho công việc một cách trơn tru và nhuần nhuyễn hơn. Tôi tin rằng nếu bạn thực sự cố gắng, vững tâm và hết mình với nghề, bạn sẽ thành công. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spa Room, còn mình là Pink Dot. See ya!